độc tốt nhất và giúp cơ thể khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, đổ mồ hôi là phương pháp tốt nhất để thải bỏ độc tố và hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Nó có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông và trao đổi chất của cơ thể. Chúng ta biết rằng đổ mồ hôi là quá trình sinh lý tự nhiên. Khi vận động nhiều, thân thể nóng hơn, não sẽ cố gắng duy trì sự mát mẻ và thoải mái bằng cách phát ra thông tin, sản sinh ra mồ hôi, duy trì nhiệt độ. Vì vậy, việc đổ mồ hôi là tốt cho sức khỏe. Nhưng nhiều người lại không thích đổ mồ hôi, vì vậy thường ở trong phòng máy lạnh cả ngày. Quy luật sinh lý của thân thể là cần phù hợp với tự nhiên. Mùa đông nên tiếp nhận được sự kích ứng của giá lạnh, trải nghiệm cảm giác nóng bức vào mùa hè và để cơ thể đổ mồ hôi một chút. Cuộc sống hiện đại đầy đủ hơn làm chúng ta luôn có thể tận hưởng sự mát mẻ vào mùa hè bằng máy lạnh và hầu hết đều ở trong phòng sưởi ấm vào mùa đông. Khi ở vào trạng thái quá đầy đủ thoải mái và lý tưởng, điều này cũng tự nhiên làm thân thể sinh bệnh. Trên thực tế, những điều này trái với quy luật sinh lý và cũng thật sai lầm khi dành nhiều thời gian để cố gắng giữ cho mình không bị đổ một giọt mồ hôi nào. Ít đổ mồ hôi, cảm lạnh, viêm khớp, mất ngủ sẽ tìm tới bạn. Tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao cũng vì thế tăng lên gấp nhiều lần. Sau đây là những lợi ích tuyệt vời của quá trình đổ mồ hôi đối với sức khỏe. 1. Giải độc và phòng chống ung thư. Theo các chuyên gia, đổ mồ hôi là phương pháp tốt nhất để đào thải độc tố và hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Nó có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông và trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn có thể thải bỏ các chất độc như axit lactic, ure, ammoniac, đồng thời còn giúp bảo vệ mũi, da, phổi và hệ tiêu hóa được thông suốt. Các vận động viên marathon gần như rất ít người bị ung thư. Nguyên nhân là vì những chất gây ung thư như chì, thủy ngân và arsen được bài tiết khỏi cơ thể khi đổ mồ hôi. 2. Cải thiện khả năng miễn dịch. Đổ mồ hôi giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng nhờ vào khả năng đào thải độc tố. Càng giảm lượng độc tố tích tụ trong cơ thể, khả năng chống lại bệnh tật của con người càng được cải thiện. Chính vì vậy, nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân của họ nên vận động vừa sức để hỗ trợ cơ thể tiết mồ hôi nhằm tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Có nhiều người thường ăn một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe để cải thiện khả năng miễn dịch. Một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe có chứa thành phần không rõ ràng. Một số lại có chứa hormone ức chế hệ thống miễn dịch. Trong thực tế, cách tốt nhất, có tính khoa học nhất chính là đổ mồ hôi. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng peptide kháng khuẩn trong mồ hôi có thể chống lại virus, vi khuẩn và nấm một cách hiệu quả. Da mồ hôi có thể tăng cường khả năng tự miễn dịch và cải thiện tình trạng kháng khuẩn và virus. Chẳng hạn như việc tập thể dục 30 đến 45 phút mỗi ngày, cơ thể ra mồ hôi nhẹ 5 ngày một tuần, tuân thủ lâu dài, khả năng miễn dịch sẽ tăng lên đáng kể. 3. Tăng cường trí nhớ. Đổ mồ hôi cũng khiến các tế bào cơ thể ở trạng thái dồi dào nhất, duy trì sự tập trung tinh thần, tăng cường trí nhớ và làm cho não hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, một số nghiên cứu xác nhận đổ mồ hôi tập thể dục sẽ có tác động tích cực đến não, trí nhớ và sự tập trung cũng có thể được cải thiện rất nhiều. 4. Dưỡng ẩm, chăm sóc da. Mồ hôi có thể hỗ trợ loại bỏ độc tố làm tắc nghẽn lỗ chân lông, loại bỏ mụn trứng cá và mụn trên da. Những người không đổ mồ hôi sẽ làm sự trao đổi chất của da bị chậm lại và không thể loại bỏ một số loại độc tố ra ngoài. Đổ mồ hôi có thể làm sạch lỗ chân lông và đạt được hiệu quả làm đẹp cũng như chăm sóc da. 5. Phòng chống lao phổi. Việc đổ mồ hôi thực sự giúp chống lại bệnh lao phổi và các mầm bệnh nguy hiểm khác. Peptide kháng khuẩn có trong mồ hôi hiệu quả chống lại virus, vi khuẩn và nấm. Nó có thể xâm nhập vào màng tế bào của vi khuẩn và phân hủy nó. 6. Giảm cân, phòng các loại bệnh mãn tính. Đổ mồ hôi cũng có thể tiêu hao năng lượng dư thừa trong cơ thể, giúp thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo, có tác dụng giảm cân ở mức độ nhất định. Khi cơ thể người vận động và đạt đến một cường độ nhất định, chất béo sẽ được đốt cháy và chuyển thành nhiệt, bài tiết qua mồ hôi. Vì vậy, tăng cường tập thể dục ra mồ hôi một cách khoa học, hiệu quả cao gấp nhiều lần so với bình thường, thuận lợi hơn cho việc giảm cân, cải thiện tình trạng thể chất, ngăn ngừa các bệnh mãn tính như cao huyết áp, mỡ máu hay bệnh tim mạch. 7. Kiểm soát huyết áp. Ngăn ngừa huyết áp cao, ngoài kiểm soát chế độ ăn uống, đổ mồ hôi là cách chăm sóc tốt nhất.
Tăng huyết áp là hiện tượng đường kính các mạch máu bị thu hẹp, cứng lại và lưu thông máu đơn vị bị hạn chế. Tập thể dục đổ mồ hôi có thể mở rộng mao mạch mạch máu, tăng độ tuần hoàn máu, độ đàn hồi của thành mạch và đạt được mục đích hạ huyết áp. Đồng thời, việc đổ mồ hôi khi tập thể dục giúp tăng sự lưu thông máu và điều hòa hệ tiêu hóa cũng như hệ thần kinh. Do đó, phòng ngừa huyết áp cao, ngoài kiểm soát chế độ ăn uống, đổ mồ hôi là cách tốt nhất để hồi phục. 8. Phòng ngừa kết sỏi. Một trong những lợi ích sức khỏe của mồ hôi là làm giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi thận. Sỏi thận thường xuất hiện khi muối và canxi lắng đọng trong thận. Vì vậy, khi bạn đổ mồ hôi, muối thoát ra từ cơ thể và canxi được giữ lại trong xương. Ngoài ra, khi đổ mồ hôi, người ta phải uống nhiều nước giúp hình thành các cơ chế ngăn ngừa sỏi thận. 9. Thúc đẩy hệ tiêu hóa. Trong trường hợp nếu không đổ mồ hôi, khí huyết lưu thông chậm sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa, dẫn tới ăn không ngon. Hoạt động thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, làm bạn không thể ngủ ngon. Do đó, đổ mồ hôi sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của toàn cơ thể, hỗ trợ thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện tiêu hóa. Đặc biệt, đối với những người bị táo bón, đổ mồ hôi qua tập thể dục cũng rất hữu hiệu trong việc làm giảm táo bón. 10. Chống loãng xương. Nhiều người nghĩ rằng đổ mồ hôi sẽ dẫn đến mất canxi trong cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ các vitamin tan trong nước mới bị mất khi cơ thể đổ mồ hôi. Mặc dù canxi hòa tan trong nước, nhưng độ hòa tan của nó rất thấp và không đi kèm với mồ hôi để bài xuất ra ngoài. Ngược lại, còn có lợi cho việc lưu giữ canxi, ngăn ngừa bài tiết qua nước tiểu và phòng ngừa bệnh loãng xương. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.